Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm 2019, chỉ còn 15 ngày nữa thôi là đến cái Tết Nguyên Đán Xuân Canh Tý 2020. Đấy, Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể khách hàng bộ sập gỗ tủ tre. Ngày hôm nay nhân vật chính của clip này chúng tôi là giới thiệu chiếc sập khủng này, sập tứ diện liên chi cổ liền chân 30, hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp luôn, chúng tôi nhấn mạnh luôn. Đây là một chiếc sập siêu đỉnh cao tứ diện liên chi cổ liền. Và về cái thông số kỹ thuật của nó thì quý khách hãy theo dõi hết video clip này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cái thông số kỹ thuật của chiếc sập này. Nó cực kỳ đỉnh cao đẳng cấp, nó rất đẳng cấp đỉnh cao. Và chiếc sập này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một gia đình nhà chú khách hàng đến từ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cách Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chừng độ khoảng vài cây số thôi. Đó là khách hàng, hàng xóm thân quen của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng ta cùng xoay quanh một vòng với chiếc sập này. Về thông số kỹ thuật, chiếc sập này kích thước 1m8 x 2m2, 1m8 x 2m2, sập tứ diện cổ liền bốn mặt như nhau. Và về cái thông số thì quý khách chắc là khi chúng tôi công bố thông số của cái sản phẩm này thì chắc chắn quý khách sẽ giật mình, bởi vì sao cái sập này nó to và hoành tráng như này. Chân 30 và dạ tiền dày 12 phân, dạ ngang cũng dày 12 phân và hậu, tất cả bốn dạ đều dày 12 phân. Bốn dạ sập đều dày đậu 12 phân, được làm 100% bằng chất liệu gỗ gụ. Đấy, gỗ gụ. Và cái khuôn mặt sập dày 10 phân, ván mặt dày đậu 3 phân, ván mặt dày đậu 3 phân. Quý khách có thấy khủng không? Nó rất khủng. Đấy, theo yêu cầu của anh khách hàng đến từ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, thì chúng tôi là dựng lên được cái sập đỉnh cao đẳng cấp. Từ trước nay chưa có cái sập nào nó hoành tráng đỉnh cao như này. Bình thường thì dạ tiền 12 phân thì dạ ngang chỉ 10 phân thôi, nhưng mà đây toàn bộ là dày 12 phân hết. Bác đầu ấy. Đây. Bác vào nước ạ. Chào bạn. Và cái chiếc sập này được Thành Luân chúng tôi là hoàn thiện phần đánh vết ly trần theo đơn đặt hàng của khách hàng đến từ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và ngoài chiếc sập này thì gia đình còn đặt Đồ gỗ Thành Luân tôi một siêu phẩm Tần Thủy Hoàng. Siêu phẩm Tần Thủy Hoàng mặt tràn, ván mặt dày 3 phân mặt tràn. Và đây là chiếc bàn, đây là một cái mặt bàn đục tích thuận buồm xuôi gió, rất chi là đẹp. Và những chiếc ghế, cái bộ bàn ghế này chúng tôi sẽ giới thiệu trong cái clip tiếp theo, clip sau. Cột liền, vách dày đục tay và trương liền, và mặt tràn, ván mặt 3 phân mặt tràn luôn. Bộ ghế này chúng tôi sẽ giới thiệu trong một clip khác, quý khách cùng theo dõi. Rất đẹp, rất đỉnh cao. Và phía bên cạnh đây là một bộ sập gỗ tủ tre của một khách hàng đến từ cô chú đến từ xã huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã đặt hàng Đồ gỗ Thành Luân. Đây là sập Ngũ Phúc Tùng Lộc, Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ cổ rời, kích thước 1m6 2m, kích thước 1m6 2m, và chiếc tủ tre đục vẹ đục Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ. Cái sản phẩm này chúng tôi đã báo giá trong một cái video clip khác, quý khách cùng đăng ký kênh để theo dõi. Quay trở lại, và chiếc tủ tre phía trên này, tủ tre phía trên này là của một anh khách hàng đến từ thành phố Linh Bình, cùng với lại cả một bộ trường kỷ nữa thì chúng tôi là chưa xong. Khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân để sở hữu. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng Chạp 2019. Thay mặt Đồ gỗ Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Để sắm những cái sản phẩm chơi Tết Xuân Canh Tý 2020 này, quý khách hãy đến cửa hàng Đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi có rất nhiều các sản phẩm trưng bày để quý khách mua ngay để sử dụng trong dịp Tết này. Vâng, Thành Luân xin trân trọng cảm ơn, và quý khách đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để nhận thông báo mới nhất về các sản phẩm được cập nhật hàng ngày. Tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các khách trong những video clip tiếp theo.